Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình là Sám9 Gaming. Quay trở lại với tựa game Demon Slayer Movie phiên bản chung cho anh em, lâu lắm rồi mình cũng không có làm về cái tựa game này á. Hôm nay thì mình sẽ làm về cũ nhất Kokushibo thì phải anh em ạ. Thì đây là một cái kiếm sĩ khá là mạnh ở thời xa xưa, sau đó là bị do ảnh có cái dấu ấn này anh em, hình như là ảnh không có cam tâm mà để mà chết thì phải nè, cho nên là ảnh quyết định là biến thành quỷ anh em ạ. Nhưng mà sau này thì hình như là phát hiện người em trai hay anh trai đó anh em của ảnh có cái dấu ấn, nhưng mà sau 25 tuổi lại không chết nè, mà cho nên ảnh cay quá à. Thì nói chung là ảnh cũng khá là mạnh nè, mà một trong những nhân vật khá là mạnh ở trong bộ truyện này. Như nếu mà ở bên hệ quỷ thì ảnh chỉ sau Muzan thôi nè, mà cho nên ảnh mới có là gọi là cũ nhất. Thì ở đây thì mình cũng chiêu mộ được vài con cũ nhất anh em, mà để xíu nữa mình sẽ đập cho ảnh lên xem lên được bao nhiêu sao nha. Hiện tại thì giờ anh em muốn chơi cái phiên bản chung này á, thì anh em cần phải có cái tài khoản chính game. Mà hiện tại giờ là tôi thung của nó không cho anh em chúng ta là đăng ký cái tài khoản bên chính game anh em ạ. Vì vậy mà mấy anh em chúng ta chỉ có thể là chơi bằng những cái tài khoản đăng ký trước thôi anh em. Hoặc là chơi phiên bản N. Phiên bản N thì nó cập nhật mới ra được cái con gì ta, Genesu XP thì phải anh em. Rồi, ủa đúng rồi, hình như là Genesu XP nè, mà đây hình như nó mới ra tới con này thôi, hình như nó chưa ra tới cụ này thì phải nè, chưa ra tới con UG luôn. Hiện tại giờ nó có hai con tướng UG nè, đó chính là Neroko nè. Wow, Neroko nhìn cô đeo vải nè, mà hình như là mình chưa có làm về video về con Neroko luôn anh em. Để có gì mình rảnh em sẽ làm về video về Neroko này cho anh em xem nè. Rồi thì bây giờ anh em ta sẽ tiến hành đập cái con cũ nhất lên thôi. Hiện tại giờ mình được thêm hai con nữa anh em, mà hai con nữa. Ở đây mình nhớ mình được mấy cái mảnh gì đó anh em. Đây, hình như là con này con UG thì phải anh em. 100 mảnh nè. Đây là mấy con tướng UG nha anh em. Wow. Quý giời ơi, ủa mình không nhớ là mình kiếm ở đâu ra được ảnh luôn anh em à. Đây. Đây là cũ nhất mà thời chưa bị quỷ quá thì phải anh em. Ta phải ảnh không trời. Hình như là ảnh hay sao anh em à. Trời ơi, ở đây mình được nguyên một nồi Shinobu luôn anh em. Vãi thật sự chứ, 15 con Shinobu anh em à. Ôi là mèn, bây giờ mình đập cho em nó lên biết như sao nè anh em. Ở đây mình có canal, hôm bữa mình lấy canal thì là hơi sai sai phải anh em. Đây, ảnh nè anh em à. Đây là hình như là cha của Tanjiro anh em à. Đây, cha có Tanjiro nha. Hình như là ảnh hay sao anh em. Để mình xem thử đây. Đây, đây là con tướng mới anh em. Hình như là cũ nhất thì phải anh em. Rồi ok, đây là tướng UG đầu tiên của mình nha. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành đập con này lên. Muốn lên sao thì mình cần phải có một con cũ nhất với lại vài con food. Ủa sao sử dụng food hệ nước được ta? Con này hệ quỷ mà chạy. Ủa kỳ ta. Ở đây nó không có yêu cầu hệ ta. Đúng rồi, ở đây nó không có yêu cầu hệ anh em à. Con này class quỷ mà ta. Sao lại sử dụng được mấy class này chạy. Ok, đây nó cho mình sử dụng thì mình sử dụng thôi anh em. Rồi lên 9 sao nha anh em. Đó, 9 sao luôn anh em à. Rồi bây giờ lên 10 sao nè anh em. Ủa phải, bây giờ mới lên 9 sao anh em à, nãy mới lên 8 sao nha, bây giờ lên 9 sao nè. 9 sao thì mình cần phải có một con hệ quỷ. Trời ơi, lấy con này luôn hả? Ôi lấy con này đi. Ok, con kia nó hơi uổng anh em à. Rồi, lên luôn 9 sao nha anh em. Hỏi mình muốn chơi không? Ok, chơi thì chơi anh em à. Rồi bây giờ mình lên tiếp nè. Hình như là lên 12 sao thì mình mới cần tiếp một cái con hai con đi phải anh em. Như mình cần mới có hai con nữa, lên 12 sao thì phải. Bây giờ mình lên 11 sao nè, đó. Rồi bây giờ mình cần phải có hai con nha anh em, hai con với lại con 9 sao thì mới có thể lên tiếp được nha anh em. Rồi ok. Tạm thời chắc mình sẽ sử dụng đỡ như vậy anh em. Cái tem mình có thằng hệ quỷ nào không ta? Tem mình thì không có con hệ quỷ nào hết trơn anh em à. Không có con hệ quỷ nào luôn á. Ở đây thì mình lên được 16 sao hết rồi nè. Mình thì để mình xem thử. Con này có cái set đồ hệ quỷ nào cho em nó mặc đỡ. Trời ơi, đồ cùi bắp vải anh em à. Để em xem thử có con nào có đồ đạc này kia kiểu không, đem qua cho em nó mặc đỡ anh em. Ui giời, ơi được cái nón quỷ anh em. Ủa cái nón quỷ này hệ hệ búp anh em à. Hệ pháp sư. Hệ hỗ trợ rồi là không có sử dụng được thì phải anh em. Con Kubo, con cũ nhất này như là class kiếm sĩ này mà, class kiếm sĩ đúng rồi. Đây, sử dụng kiếm nha anh em.
Thì ở đây thì nó có ba hệ này mà, kiếm sĩ, tiên phong với lại hỗ trợ. Thì con đó của mình là hệ đây, hệ hỗ trợ anh em mà. Ủa, ê, Kanao, để mình xem lại nha. Kanao mình thấy cái nón nó hơi kỳ kỳ anh em. Ê, con Kanao này class kiếm sĩ thôi mà, class kiếm sĩ. Ôi, ôi, được luôn, cái nón hệ quỷ luôn anh em mà. Ôi, ôi, đây cái nón anh em có hệ nha anh em, hệ đó, hệ nước, hệ quỷ, hệ ánh sáng và gì đó anh em à. Rồi có thêm hệ lửa nữa. Rồi, ok, được. Rồi đá này kia kiểu để em xem thử. Cái ạc bên tung của mình ít chơi cho nên là nó hơi cùi cùi xíu cho anh em. Liên kích nè anh em à. Cho nó gắn đỡ cục liên kích đi. Rồi thêm cái cục này đi. Khiên này kia kiểu anh em. Lâu quá mình cũng không nhớ được cái skill của con này là gì luôn anh em à. Để mình xem thử có gì để gắn vô. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 món vừa khít nữa anh em, vừa đủ luôn. Vừa đủ cho mấy con trong team mình luôn. Con này bây giờ là muốn biết là lên lên cái gì cho em luôn anh em à. Để mình xem thử mấy bạn top các bạn nào chơi con cụ nhất này không. Bạn chơi con cụ nhất này anh em. Đây, full set kiếm sĩ. Cái này, xiên giáp cho anh em. Bạn chơi xiên giáp với cái tốc độ anh em. Một cái xiên giáp với cái tốc độ này mà. Nãy mình thấy hình như là mình có cái xiên giáp thì phải. Để mình gắn đỡ cái xiên giáp rồi. Đây, mình có cái xiên giáp nha anh em. Đó, không đủ nâng cấp rồi anh em à. Cần phải có thêm 3 cục xiên giáp nữa thì mới có thể lên được. Ủa, em có gắn sẵn luôn rồi anh em. Mình xem thử đây, gắn thử đây. Trời ơi, toàn là đá gì đâu không à. Cái này thì như là cộng HP thêm nhiêu đó anh em. Cho em lên thêm ít nữa đi. Trời ơi, cái ạt này hết kim cương luôn rồi anh em à. Còn 9K6 kim cương à. Giáp cho em anh em. Wow, được hai con dây đỏ luôn anh em. Vãi, con dây đỏ đâu gai trời. À, để mình xem là con nào sử dụng con dê không. À, có nè anh em. Con này sử dụng dê nè. Gỡ ra, gỡ cái viên này ra mới được. Gắn cho con Gengoku mới được. Gengoku mình có con dê nha anh em. Đó, dê đỏ, con cọp nữa. Để mình thay qua. Có con dê nào ông ta. Không có con dê nữa chứ anh em à. Nhưng mà không sao, tại mình đang có một cái gương. Có thể là mở ra được một cái món bảo vật đó. Để mình xem thử. Ô, con heo. Con trâu. Con trâu thì phải anh em à. Ủa, trong này nó không có con dê anh em ơi. Nó có mấy con thôi anh em à. 5-6 con rồi thôi. Gắn nè. Rồi gắn ngựa. Dê, mẹ thỏ này kia kiểu anh em à. Ủa, cái này không biết cái này kia thôi chứ không có con dê. Để mình xem thử bên này có con dê không nha. Úi giời ơi, kỹ nè. Hổ, thỏ, rồng. Rồng anh em à. Ngựa. Gắn. Rồi, hết rồi luôn, không có con dê luôn anh em à. Ôi sao con dê trong này không có nè. Sao ta? Rồi luôn, thôi. Thôi, không có thì thôi anh em à. Thì trước mắt thì sẽ đỡ cái này thôi. Ngựa, khỉ, hai con ngựa anh em à. Khi mà anh em đeo full set thì nó sẽ kích hoạt được thêm cái dòng anh em. Hai món thì sẽ được thêm, cái này là 1.5, 4 món là được. Nên 2.1 mình không nhớ cái đó là cái gì, thôi kệ luôn đi anh em. Đây, ở đây thì mình có thể chiêu mộ 12 con giáp nha anh em. Ôi, được con rồng vàng anh em à. Ngon luôn. Rồi, tạm thời chắc là xài đỡ vậy thôi anh em, để mình xem. Đi cầm cụ đi, đi quýnh thử xem có gì ngon hay không anh em à. Vô đấu trường xem thử các bạn nào có lực chiến cỡ cỡ mình thấp hơn xíu đi anh em. Tại vì mình sẽ dùng cụ đó cho nên là cũng cái lực chiến của mình sẽ bị tụt đi rất là nhiều. Đây, có luôn anh em à. Có bạn này sử dụng tướng UG mới luôn anh em. Bên bản chung tới tính ra là nó cho nhiều lắm anh em à. Nạp thì nó cũng rẻ nên anh em. Nó không có mắc như bên mấy con game của Việt Nam anh em à. Bên Việt Nam mấy con game nạp nó hút máu vãi chưởng. Ủa, mình tiếp bỏ mà sao nó vẫn quýnh nè. 257 anh em. Ồ, nó vô quýnh luôn rồi anh em à. Mình không có set up lại cái loại hình đó. À, mình né thôi luôn đi. Ở đây thì nó cho nhiều cái miễn phí lắm anh em à. Không bắt buộc phải nạp giống như bên mình. Bên phiên bản N thì bắt phải nạp đủ thứ chứ anh em. Chứ nó không có cho bỏ qua mấy cái trận đánh này kia kiểu anh em. Còn phiên bản chung thì nó cho anh em chúng ta thoải mái hơn nha. Cho nên mình sẽ bỏ bớt con Gizu ra quá anh em. Con nào vô được không ta. À, có con màu vàng nè. Đây thì mình có hình như là có cái hồn ma này anh em. Đó, cho cái hồn ma vô luôn. Nói chung là nó có nhiều cái tính năng mới mới lắm anh em à. Sẽ đúp là cái đội hình cái đã anh em. Rồi, ok. Bỏ này ra đi. Cho ông này vô. Đó, rồi ok. Để ra phía sau đi.
sắt vô kiếm bạn nào có được chiến cỡ cỡ mình để mình đánh thử anh em. Trời ơi, à không, mà chắc ảnh có một sao thôi nè, 5 sao giống như mình thôi anh em, mà tiếng cười bóp giống mình thôi. 362k chắc quýnh không lại đâu anh em. Cái lực chiến của mình bình thường là cũng xem mày, mà mình thay cái ông nó vô thì chắc là lực chiến nó sẽ thấp đi rất là nhiều anh em. Cho nên quýnh cái đội hình này đi để mình xem thử. Ủa à, cái này cái chắc là cái ống hành động anh em à. Ui hình như là né thì phải anh em, mới né là phát. Wow, ảnh chém cũng khắc chi giờ này nọ chứ anh em, chém trước luôn anh em à, chém trước mấy con tướng bên mình luôn anh em à. Đội hình bên kia chắc thua quá anh em, đội hình bên kia chưa có con quỷ nữa anh em à, chưa có con quỷ hỗ trợ này nữa. Chết rồi, bị như nó xô bên kia chém thì sụp tinh thần luôn anh em à, yếu đuối lắm này. Cái con mắt là cái gì ta, mắt nhắm mắt mở anh em. Mình không biết là gì. Đây là cái hồn ma nha anh em. Wow, đây là hồn ma hỗ trợ anh em, 3 tuần nó có thời gian đợi là 3 tuần nha anh em. Phượng hoàng bên mình như vừa mới bắn hay sao. Phiên bản chung thì được cái nó update nhanh hơn em, mà cái gì nó cũng nhanh hơn so với phiên bản Việt hết chứ, có lòng phiên phiên bản end chứ. Đội hình bên mình chắc win rồi anh em. Wow trời ơi, Dinosu chém, Dinosu này chém ghê lắm nha anh em, chém không thôi phiên bản Việt rồi anh em, mà phiên bản Việt chém ghê với bên đây chém ghê hơn nữa nè. Nhưng là một con tướng bình thường thôi nhưng mà chém ghê lắm, có khả năng suy yếu này kia kiểu anh em. Nông dân thì chơi cái đội hình này thôi anh em, mà nếu có tiền ta chơi đội hình khác. Wow, Sabito không, Sabito là Satobi gì đó anh em, mà ở bên đây thì cái con gen này anh em, gen không áo tròn nè, là một trong những cái con tướng phải gọi là tăng cơ khá ổn, leo đi hao đi này kia kiểu dành cho nông dân gọi là cực ổn anh em à. Wow, cái con chó lửa anh cho con chó bên kia. Ui ui, tính ra chém cũng được phát chứ anh em, mặc dù là mới có 11 sao thôi nhưng mà anh thấy chém khá ngon anh em à. Hơi thở ánh trăng nha anh em, anh chém ra toàn mặt trăng không à anh em à. Mình khách mê cũ nhất anh em à, cho nên là mình chắc mình sẽ nuôi cũ nhất luôn anh em, mình gắn gắn mình dồn kim cương để mình chiêu mộ cũ nhất anh em. Hồi nãy là cái con gen áo tròn bên mình nó chém được hai nháy là do cái viên ngọc liên kích anh em à, cuốn sách liên kích hồi nãy á. Ui ui, ảnh MVP luôn hả, chà ảnh chém không kinh đó chứ anh em. Ôi trời ơi, cũ nhất cũng mang ăn cũng được đó chứ anh em, 49 luôn anh em à, 49 cái này là chắc là 400 449 triệu này, ủa lộn, 4 triệu 9 sao, 4 hoặc là 490k gì đó anh em, mình nghĩ chắc 4 triệu 9 anh em. Chém cũng gác được, gác gác hết chứ anh em. Để mình xem thử các bạn là được chiến to to xíu không. 362 nè. Hồi nãy mình không có dám bính anh em à, để bây giờ mình thử xem sao. Wow, bên kia có cả nham trụ luôn anh em à. Ây da, có cả Mochiro luôn anh em. Wow, ui wow, của nhất chém cũng được hết chứ hai anh em. Chém cũng được chút máu của con Tanjiro bên kia kìa anh em. Cũng được, ngon 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 anh em ơi. Wow, Shinobu bên mình có con Shinobu hơi bị khét anh em à. Shinobu bên mình á có được cái skin miễn phí mới mua, còn Tengen cũng được cái skin miễn phí mới mua luôn anh em à. Nói chung là hàng miễn phí thôi anh em. Ôi trời ơi, ngầu vãi chưởng anh em à, trời ơi anh chém kìa anh em. Ôi ôi, hai nháy luôn anh em à. Ôi trời, thêm nháy nữa kìa anh em, gì chém hoài giống có nổi. Trời ơi, chém gì hoài ai chịu nổi anh em. Quá, wow, chém ba nháy liên tục luôn anh em à. Trời ơi, dồn đam cho ảnh, anh chém chắc nát bét cái thằng bên kia luôn quá anh em. Trời ơi, sao cái thằng bên mình nó liên kích hoài luôn gì nè anh em. Ngon anh em, quá ngon quá ngon. Ê, trời. Quá, wow, nó chém bên mình, anh không xin nhê cho mấy nha anh em. Tanjiro bên phiên bản này hay là phiên bản kia, nói chung là phiên bản nào nó cũng cùi như nhau anh em à. Được cái nham trụ bên đây nó ngon nha anh em, nham trụ bên đây nó đập đau lắm. Nham trụ bên kia hình như là chủ yếu là để tăng cơ phải anh em, quýt khiên hay nham trụ bên đây mình thấy nó tăng mà nó đập nó đau lắm anh em à.
Mày hả bưởi? Ôi ôi, bên mình còn nhiều máu nha anh em. Rồi, bên đây thì được cái hiệu ứng này kia, kiểu skill hỗ trợ này kia kiểu nhiều anh em à. Bên mình cũng đầy máu luôn anh em à. Shinobu xíu nó mình sẽ đè đập Shinobu của mình lên luôn anh em à. Mình đang có khá là nhiều mảnh Shinobu luôn. Xíu mình sẽ đè đập cho em nó lên để cho em nó búp búp máu mới được. Win đây, trận này win rồi anh em à. Hình như được chiến hai bên trên đợt nhau anh em. Tại vì mình đưa cái ông cụ cũ nhất này vô nè anh em, thượng quyền nhất nè, đưa vô trong cái đội hình của mình, cho nên là cái lực chiến của mình nó suy giảm khá là nhiều. Mình cũng 360, 380 gì giống bạn nãy anh em, 3 triệu 6 hay 3 triệu 8 gì đó. Nhưng mình thay con này vô chắc nó thuộc xuống chắc còn ít hơn anh em. Không, nhằm trụ bên kia nó có mấy viên đá xoay xoay xoay, xoay vậy ta. Mujiro bên phiên bản này hình như là nó hơi cùi thì phải anh em. Nó không có ngon giống như cái con Mujiro bên phiên bản Việt anh em à. Bên phiên bản Việt Mujiro nó khó chịu lắm. Rồi, ok. Cuộc chiến đã đến hồi kết rồi anh em à. Bên mình thì được có con quỷ này nữa anh em. Và bên bạn kia thì mình không thấy con quỷ hết trơn nha anh em. Chắc là mấy bạn này lâu quá không chơi sao, cho nên là không có update đó. Mình thấy có một cái con thú một thôi. Rất là chiến tầm tầm cỡ mình, cũng ba con thú mà anh em. Trời ơi, ổng chém cả. Trời ơi, ổng còn liên kích nữa, tam kích luôn anh em à. Quá dữ, quá dữ. Wow. Trời ơi, tới anten. Anten ơi. Ngầu phết em à. Trời ơi. Nãy giờ ở bên team mình hình như là nó hơi hên thì phải anh em. Mình thấy cái tỷ lệ liên kết nó khác nhau. Hình như là nó bởi cái con Neuroco nó có hồi sinh anh em à. Nó có cục hồi sinh nè. Muốn không chết, hình như là xíu nó sẽ hồi sinh lại anh em. Wow. Trời ơi, cái team mình nó liên kết hoài nè. Wow. Chưa hồi sinh, không hồi sinh được luôn anh em à. Nó có cái linh hồn đó, xíu nó sẽ hồi sinh nha anh em. Trời ơi, thấy vậy chứ chém 209 luôn anh em à, 2 triệu 9 luôn thì phải anh em. Ôi ôi, quá ghê anh em à, ngon thiệt. Ôi, chắc là mình sẽ chơi cụ luôn anh em, mình quất cụ luôn anh em à. Quá là xịn. Được, được, được. Bây giờ kiếm đâu ra hai con nữa, mà cái đầu với là cái vấn đề này anh em à. Kiếm đâu ra được hai con cũ nhất ở đây anh em. Cái vấn đề bây giờ là cái vấn đề đó, làm sao để có thể lên sao được cho cụ đây. Hôm ấy thì mình chơi cụ 11 sao luôn cho rồi. Thì sau này có điều kiện thì mình sẽ đập cụ lên sao. Ok, ở đây thì chiêu mộ nha anh em, chiêu mộ lụm cụ nè anh em à. Đó, thì hình như cái này nó có tích thì phải anh em. Được cái đợt này là mình chiêu mộ không hết phải không anh em? Mình như mình chiêu mộ 50 lần phải không? Qua cái mùa sau nó vẫn 50 lần cho anh em. Đó. Anh em chỉ việc chiêu mộ tới thôi chứ nó không có bị reset nha anh em. Đó, được cái là vậy anh em à. Vì vậy mà mình mới dễ mình húp được hai cụ đó, chứ bình thường là mình đâu có dễ gì mình húp được anh em. Rồi ok thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về tựa game Hỏi Đỡ Mặt Trời Demon Slayer Movie phiên bản chung, và đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.